Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại cảng hàng không Vinh đã diễn ra lễ khai trương đường bay quốc tế Vinh Viêng Chăn. Đây là đường bay quốc tế đầu tiên của tỉnh Nghệ An. Khai trương đường bay Vinh Viêng Chăn sẽ mở ra cơ hội phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Tới dự lễ khai trương có ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hồ Đức Phước, Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh, Huỳnh Thanh Điền, Đinh Viết Hồng. Trong những năm gần đây, điều kiện kinh tế xã hội Nghệ An phát triển nhanh, nhu cầu đi lại của người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận qua cảng hàng không Vinh tăng nhanh. Bình quân mỗi năm có 160.000 đến 180.000 lượt khách đến Viêng Chăn bằng đường bộ qua các cửa khẩu Nậm Cắn, Nghệ An, Cầu Treo, Hà Tĩnh và Nam Mèo, Thanh Hóa. Trước thực tế đó, mở đường bay quốc tế Vinh Viêng Chăn đã trở thành yêu cầu bức thiết, nằm trong chiến lược phát triển mạng đường bay Đông Dương của Vietnam Airlines. Trong điều kiện khó khăn chung về kinh tế, việc khai trương đường bay thẳng Vinh Viêng Chăn chính là sự quyết tâm nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines trong việc phát triển cầu nối hàng không thuận tiện giữa khu vực Bắc Trung Bộ với Lào và Thái Lan. Đường bay này thì có thể nói là có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Thứ nhất thì đây là cái đường bay quốc tế đầu tiên đến sân bay Vinh. Và tôi nghĩ đây là những tiền đề để mà chúng ta có thể mở những đường bay quốc tế sau này đi đến Vinh. Thứ hai là với việc mở đường bay thì tôi cũng hy vọng là có cái sự đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là phát triển giao lưu kinh tế xã hội và thương mại giữa khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Nghệ An với nước bạn Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan. Đường bay thẳng Vinh Viêng Chăn có tần suất 4 chuyến một tuần bằng máy bay ATR-72. Với lịch bay này, Vietnam Airlines có thể chuyên chở khoảng 2.000 lượt khách một tháng, hai chiều Vinh Viêng Chăn. Đây là sự kiện chính trị quan trọng được tỉnh Nghệ An quan tâm và cũng là sự mong đợi của nhân dân thành phố Vinh, thủ đô Viêng Chăn nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Đây là chuyến tham gia công việc của tôi ở bên Viêng Chăn. Thế chuyến bay này là chuyến bay khởi hành đầu tiên. Tôi cũng rất mong muốn là ngành bay này phát triển tốt và phục vụ khách tốt. Chuyến bay khai trương mang số hiệu VN911 của hãng hàng không Vietnam Airlines chở 68 hành khách đầu tiên bay tuyến Vinh Viêng Chăn. Đoàn khách đến với thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ Nghệ An được lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cảng hàng không quốc gia Lào đón tiếp thân mật. Cũng ngay tại lễ đón tiếp, lãnh đạo hai tỉnh đã có sự trao đổi nhằm phát triển mối quan hệ kinh tế, văn hóa xã hội, du lịch trong thời gian tới sau khi có đường bay mới Vinh Viêng Chăn. Chính thức khai trương cái đường bay thẳng từ Vinh đến Viêng Chăn. Thông qua Lào, thông qua Việt Nam thì khách du lịch nước ngoài cũng sẽ đến Vinh nhiều hơn, đến Nghệ An nhiều hơn, đến Viêng Chăn nhiều hơn. Cái này cũng là sẽ góp phần phát triển cái hợp tác về văn hóa, về du lịch giữa các địa phương mà hai đầu cầu là Viêng Chăn và thành phố Vinh. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 1 giờ bay trên chuyến bay VN911 của hãng hàng không Vietnam Airlines thì chúng tôi đã có mặt tại sân bay Wat Tây của thủ đô Viêng Chăn nước Lào. Thời tiết bây giờ thì có một chút nắng nhẹ và khá là thoải mái. Đó là cảm nhận của chúng tôi khi đặt chân xuống sân bay Wat Tây của thủ đô Viêng Chăn nước Lào. Và ngay bên cạnh tôi đây là ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Xin chào ông ạ. Là cái hành khách đầu một trong những hành khách đầu tiên trên chuyến bay VN911 và cũng là đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sáng thủ đô Viêng Chăn của nước Lào trong chuyến bay đầu tiên này, thì ngay bây giờ ông cảm thấy như thế nào ạ? Cái điều mà chúng tôi rất rất phấn khởi, mà rất vinh dự và được đến Viêng Chăn trên chuyến bay đầu tiên mà dựa của cái đường bay Vinh Viêng Chăn, thì thời tiết ở Viêng Chăn cũng rất là đẹp, không khí cũng rất là nồng nhiệt, và phía Lào và cũng như đại sứ quán ở Lào đã tổ chức một buổi đón tiếp cũng hết sức là chu đáo, rất tình cảm và cũng rất là trọng thể, thì để chúng tôi rất phấn khởi. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng với cái việc khai trương đường bay này và qua trao đổi về phía của Lào cũng như đại sứ quán Việt Nam tại Lào, thì chúng ta thấy cái triển vọng và của cái đường bay này là hết sức tốt đẹp, và chắc chắn cái đường bay này sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung cùng với Lào, và thúc đẩy cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào. Đường bay Vinh Viêng Chăn là đường bay quốc tế đầu tiên của tỉnh Nghệ An nói riêng và của khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, nên ngoài ý nghĩa về mặt xã hội chính trị,
Đường bay này được mở ra còn đem lại cơ hội thúc đẩy phát triển đầu tư kinh tế giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam với Viêng Chăn và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.